ngày 24 tháng 1, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau 3 tháng điều tra, hiện cơ quan công an đã bắt hai đối tượng liên quan đến vụ án giết người trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xóm Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, khiến dư luận xôn xao. Danh tính hai đối tượng bị bắt gồm Đào Văn Cảnh 1980, trú phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, và Đào Văn Lượng 1997, trú xóm Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh. Hiện trường xảy ra vụ việc. Cơ quan điều tra thông tin, trước đó Nguyễn Xuân Thông 1987, trú xóm Yên Hồ, Đức Thọ, Hà Tĩnh, vào xóm Kỳ Đồng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, để mở tiệm bắt đồ, quản hồn doanh tài chính và giao cho đàn em làm chủ. Lúc này, Nguyễn Tùng Lâm 1985, trú thị xã Kỳ Anh, cũng đến xóm Kỳ Đồng mở tiệm bắt đồ quản hồn doanh tài chính mang tên Tùng Lâm ngay sát khu chợ của đàn em Thông. Quá trình hoạt động khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn, cạnh tranh nhau. Chiều 16 tháng 10, Thông hướng dẫn xe ô tô Santa Fe mang biển kiểm soát 38A16477 chở theo Đào Ngọc Tuấn 1987, trú tại Đức Dũng, Đức Thọ, vào Kỳ Đồng bắt gặp Lâm để nói về chuyện làm ăn giữa hai quán. Khẩu súng tại hiện trường. Sau khi gọi lát tốt thách thức nhau, Lâm hướng dẫn xe bán tải hiệu Navara mang biển kiểm soát 38K8583 chở em trai, cùng Tiến, Tuấn và Giáp đi tìm Thông và Tuấn để dàn mặt. Khi xe của Thông đang lưu thông trên quốc lộ 1A thì bị nhóm của Lâm phát hiện đuổi theo. Xe của Lâm đuổi theo, chèn ép xe của Lâm nhiều lần đoạn qua xóm Kỳ Đồng. Lâm sau đó cho xe đâm mạnh vào xe của Thông rồi ép dừng lại. Khi dừng xe, Thông vẫn ngồi trên xe, Tuấn mở cửa xuống xe rút súng tiến về phía xe của Lâm để bắn thị uy. Thấy vậy, nhóm của Lâm bất thần mở cửa xe lao đến tước súng rồi dùng kiếm chém liên tiếp làm Tuấn gục tại chỗ. Sau khi xử lý Tuấn, nhóm của Lâm kế tiếp đến tìm Thông để xử lý nhưng lúc này công an huyện Kỳ Anh có mặt khống chế các đối tượng. Tuấn được mọi người đưa đi cấp cứu giúp nhưng do vết yêu thương quá nặng trĩu nên nạn nhân đã tử vong vào ngày 17 tháng 10. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan tính năng thu giữ một khẩu pháo dạng côn tu lô, 5 viên đạn, một thanh kiếm, một gậy kim loại cùng hai xe ô tô. Liên quan đến vụ án trên, trước đó Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội giết người. 5 đối tượng này gồm Nguyễn Tùng Lâm 1985, Nguyễn Quốc Thảo 1988, em trai của Lâm, Phạm Anh Tuấn 1980, cả 3 đều trú tại phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, Trần Công Tiến 1977, trú tại xóm Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, Nguyễn Văn Giác 1994, trú tại huyện Cẩm Xuyên. Hiện vụ việc đang kế tiếp được cơ quan công an điều tra làm rõ.